cực kỳ mong mỏi anh em nhé. Hàng hiếm đậm, cũng gọi là thuộc diện hiếm hiếm tí rồi đó. Gần khít hết này. Ấy. Ấy à. Chế chắc. Chế đi em. Mái đâu nhỉ? Cực kỳ mong mỏi anh em nhé. Ôi, gió quá. Em ở Vĩnh Phúc hôm nay nó có cơn bão, siêu bão nó về đây thì chắc tối nay nó mưa. Hôm nay em tranh thủ để bẫy được con này. Hôm qua nó mất một buổi, gần một buổi, mất 4 tiếng rồi. Gần 4 tiếng nó hồ không được nó. Thì hôm nay em lại tiến hành cuộc truy đuổi và truy bắt. Em hàng yếm gần khít nhá, buộc khăn quàng cổ gần gần buộc nhá, gần buộc hết một tí là ok rồi, là hết rồi.